Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé. Những chiếc áo sọc xanh trắng mang số 10 Inter Messi hay Maradona trên lưng hay quay tròn trong khung chung trên tay những chàng trai cởi trần. Miệng hát vang, ole ole Messi, Maradona vĩ đại hơn cả Pele hay Famous Argentina. Đó là hình ảnh đặc trưng của các cổ động viên Argentina tại bất kỳ một giải đấu bóng đá nào. Từ đêm cho tới sáng, đoàn người sẽ liên tục vang lên, chúng tôi có Messi và Maradona. Người Argentina yêu bóng đá và thể hiện trực tiếp qua hành động. Họ ca hát, nhảy múa, ăn chơi, tôn thờ và cả tín ngưỡng. Hiếm có nơi nào như ở Argentina bóng đá được xem như một thứ tôn giáo qua cái cách mà Maradona được tôn sùng như một vị thánh, dù cái ngày ông đưa Argentina vô địch World Cup đã từ hàng chục năm về trước. Maradona hiện diện trên các băng rôn, trong lời ca của cổ động viên xứ sở Tango. Họ hô tên Messi, anh như vị sứ giả của Maradona dẫn dắt đội nhà đến ngôi vô địch thế giới. Bình thường khi nhắc về Maradona sẽ có hai luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Ông là thiên tài sở hữu những phẩm chất không ai sánh bằng trên sân cỏ, nhưng đồng thời ông cũng là một gã lắm tài nhiều tật, với đủ mọi thói hư tật xấu trong đời tư. Maradona được đông đảo mọi người ví von với Chúa kể từ khi ông ghi bàn bằng tay để giúp tuyển Argentina loại Anh khỏi World Cup 1986. Bàn thắng kinh điển ấy được gán cho tên bàn tay của Chúa. Nhưng không ai có thể phủ nhận một điều, Maradona là người duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới được tôn thờ như một thứ tôn giáo, là vị Chúa thực sự trong đức tin của họ. Thật sự phải cuồng tín đến mức nào mà một nhóm cổ động viên đặc biệt tôn sùng cậu bé vàng đã sáng lập ra tôn giáo riêng của mình với tên gọi là Iglesia Maradoniana, nghĩa là giáo hội Maradona. Được biết, ban đầu ý tưởng thành lập tôn giáo Maradona đến từ một nhóm bạn ba người có tên là Hector Campoma, Alejandro Verón và Hetman Ahmed. Đó là vào lúc 3 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 1998, cậu bạn Verón vẫn đang say giấc nồng, thì tiếng chuông điện thoại réo vang. Trong cơn ngái ngủ, cậu vẫn nhấc máy, lắng nghe đầu bên kia vang lên tiếng hớn hở, chúc mừng Giáng sinh. Đó là giọng của Ahmed. Verón chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đang là tháng 6 thì Giáng sinh đâu ra. Verón gằn giọng nhắc nhở cho đùa nhạt nhẽo của Ahmed. Cậu vừa nói cái gì thế? Cậu vẫn đang mơ à? Đi ngủ lại đi ông tướng ạ. Nhưng đầu dây bên kia, Ahmed vẫn tuyên bố chắc nịch. Đây không phải là trò đùa, hôm nay là sinh nhật của Chúa. Hôm nay là ngày sinh của Diego Maradona, nên chúng ta cùng nhau chúc mừng Giáng sinh nhé. Những ý tưởng ngây ngô nhất bao giờ cũng là điều điên rồ nhất. Từ tình yêu chân phương nhất với Maradona, một câu nói đơn thuần nhất, một ý tưởng chưa từng có đã xuất hiện. Ahmed Verón cùng với Ahmed và Campoma bàn nhau kế hoạch hiện thực hóa việc thành lập tôn giáo Maradona. Ban đầu họ lan truyền ý tưởng trong cộng đồng fan Maradona ở Argentina để tìm sự cộng hưởng. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc tuyên bố thành lập tôn giáo Maradona suông thì còn quá mơ hồ. Nếu đã là tôn giáo thì trước hết phải lập ra nhà thờ. Và từ đó nhà thờ Maradona đầu tiên được hội Ahmed Verón và Campoma lập nên ở Rosario vào đúng sinh nhật thứ 41 của Maradona, ngày 30 tháng 10 năm 2001, hay còn gọi là ngày 30 tháng 10 năm thứ 41 sau công nguyên theo lịch tôn giáo Maradona. Nhóm của Verón chỉ kỳ vọng sẽ có khoảng 200 người tới dự sự kiện ấy. Nhưng ai mà ngờ được con số thực tế lại lên tới hơn 500 người, vượt xa kỳ vọng của 3 người. Là một tôn giáo, họ cũng có tín ngưỡng, có giáo lý, có nhà thờ, có nghi lễ. Lễ cưới của các cặp đôi đam mê bóng đá sẽ được thực hiện tại nhà thờ của những người theo tôn giáo Maradona. Tôn giáo Maradona cũng có lịch của riêng mình, với cột mốc là năm sinh của Maradona, tức năm 1960 được lấy làm mốc công nguyên, các năm trước 1960 được tính là năm trước công nguyên, và các năm sau 1960 là năm sau công nguyên. Họ có hai ngày lễ lớn trong năm tương ứng với những sự kiện quan trọng trong đời Maradona. Với các tín đồ của Iglesia Maradoniana, mỗi năm có hai ngày đặc biệt. Sinh nhật của Maradona 30 tháng 10 được chọn làm ngày Giáng sinh, trong khi ngày 22 tháng 6 là ngày Phục sinh. Đây cũng chính là ngày mà Maradona đã tạo ra bàn tay của Chúa, cũng như pha solo kinh điển giúp Argentina vượt qua Anh ở tứ kết World Cup 1986. Dù có đức tin riêng của mình, nhưng giáo hội Maradona vẫn bắt chước các cấu trúc công giáo là nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Đối với họ, sự thua thiệt về mặt ngoại hình của Maradona khi ông chỉ cao 1m65 lại là một điểm đặc biệt biến ông trở thành người chống lại mọi quy luật, trở thành một hình tượng của niềm hy vọng. Các tín đồ lấy tự truyện của Maradona làm kinh thánh, họ cũng tuân thủ 10 điều răn liên quan đến Maradona và bóng đá, chẳng hạn như truyền bá phép màu của Diego khắp vũ trụ,
đừng tuyên bố Diego là của đội nào và đặt tên đệm Diego, đặt tên con trai đầu lòng của bạn là Diego. Với giáo hội Maradona, hai bàn thắng để đời vào lưới tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986 đã trở thành một câu cầu nguyện. Một tín đồ nói rằng họ coi đó là niềm tin hàng ngày, là thức ăn và nước uống. Sau khi nhà thờ Maradona đầu tiên được lập nên ở Rosario vào ngày 30 tháng 10 năm 2001, sau đó đã có thêm nhiều địa điểm tương tự trên khắp Argentina. Đó là nơi các tín đồ thực hiện các nghi lễ tôn giáo như làm lễ kết hôn, lễ rửa tội. Tại đây bày biện trang hoàng các món đồ liên quan đến Maradona, tất cả nhà thờ Maradona đều trung hiệu DMS. Đây là một cách chơi chữ. Giữa từ Dios có nghĩa là Chúa trong tiếng Tây Ban Nha và số áo đấu 10 gắn liền với sự nghiệp của Maradona, ý nghĩa của vị Chúa mang áo số 10. Rất nhiều fan từ nước ngoài như từ Brazil hay từ Guatemala cũng cất công sang tận nhà thờ Maradona ở Rosario để làm lễ cưới. Bất chấp những cảnh báo về cái gọi là sùng bái cá nhân quá đáng, tôn giáo Maradona vẫn tiếp tục không ngừng phát triển. Họ có thêm nhiều tín đồ, mọc thêm nhiều nhà thờ Maradona, thậm chí lan tỏa sang hàng chục quốc gia khác trên thế giới. Ước tính tổng số tín đồ của Ecclesia Maradonia rơi vào khoảng 500.000 người từ hơn 130 quốc gia, đó là theo ước tính của Verón. Và các tín đồ tự hào rằng Maradona là nước chúa đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá từ trước tới nay. Ban đầu Maradona cũng chỉ là người hùng thể thao trong quan niệm của người dân Argentina, một cầu thủ xuất sắc, một cái tên có nhiều cống hiến cho thành tích đội tuyển bóng đá nước nhà. Nhưng sức ảnh hưởng của Maradona sau đó đã vượt khỏi biên giới mặt cỏ, khán đài, sân bóng. Maradona trở thành nguyên lý, trở thành biểu tượng, trở thành điểm sáng. Ngoại hình nhếch nhác của Maradona chỉ đơn thuần là chiêu bài lừa gạt. Nó đã che đi sự thiên tài trong đôi chân của cậu bé vàng, một đôi chân luôn biết cách truyền cảm hứng khiến những trái tim phải thổn thức đập mạnh. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Maradona ảnh hưởng đến cả xã hội Argentina thời bấy giờ, chứ không riêng gì bóng đá. Xuất thân của Maradona đó là đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó, mài giũa kỹ năng bằng cách tâng cuộn rẻ vo tròn từ nhà tới trường, thường xuyên biểu diễn tâng bóng cho khán giả giữa các trận đấu tại giải vô địch Argentina. Vì thế, Maradona có sợi dây liên kết với những người nghèo nhất ở đất nước này. Maradona chưa bao giờ có ý nghĩ muốn che giấu xuất thân của mình. Ông tự hào mình đi lên từ tầng đáy của xã hội. Ông luôn kể những câu chuyện cha phải làm việc vất vả để mình có thể chơi bóng và chỉ đủ tiền uống trả nước. Maradona cũng bắt đầu sự nghiệp ở Argentina trước khi xuất ngoại. Bằng tài năng của mình, thành công của mình, Diego trở thành vị thánh sống. Lẽ phải là ánh sáng nơi cõi chết cứu rỗi những người xuất thân từ tầng lớp bình dân, nghèo hèn ở Argentina. Tên của ông liên tục xuất hiện trong nhiều bài hát. Không ít những nghệ sĩ nổi tiếng thời đó cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của Maradona mà coi ông là nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật. Thậm chí cả việc đặt tên con theo huyền thoại Diego Armando Maradona trở thành một trào lưu từ năm 1976 và chưa có dấu hiệu dừng lại tại Argentina. Đây là điều giới cầu thủ không dễ gì có được một người thứ hai trong lịch sử. Các nhà khoa học Argentina sau nhiều nghiên cứu đều thống nhất Maradona là đức tin của người nghèo. Thay vì tin vào Chúa, họ xem ông là Chúa ở ngoài đời, một người mà họ có thể nhìn thấy, chạm đến và cảm nhận được. Sức ảnh hưởng xã hội khủng khiếp của Maradona còn lan sang đến Napoli. Ông biến thị trấn nghèo của Ý thu hút được sự chú ý của thế giới trong suốt thời gian Maradona cống hiến cho câu lạc bộ. Những người hâm mộ đã treo bức tranh của ông trên khắp thành phố, ngang với vị thánh bảo trợ của thành phố San Gennaro. Không ít bức ảnh trong đó Maradona xuất hiện trong vòng tay của thánh thần. Trong cuốn Maradona vị thánh của xứ Napoli có viết rằng khi Maradona đặt chân tới đất Napoli vào năm 1984, hơn 70.000 người đã chen nhau vào sân San Paolo chỉ để nhìn thấy ông. Mảnh đất nghèo khó Napoli như được thắp một tia sáng và thứ tia sáng ấy đã mang cho Napoli giai đoạn thành công rực rỡ nhất chưa từng có trong lịch sử. Maradona như vị thánh của xứ Napoli vậy. Trong đoạn phim từ bộ phim tài liệu nổi tiếng mang tên Diego Maradona của đạo diễn Asif Kapadia, một người dẫn chương trình truyền hình Ý đã nhận định người dân Napoli có Maradona bên trong họ nhiều hơn cả Chúa. Nếu có một ngư dân khẳng định rằng nếu bạn nói xấu Maradona, tức là bạn đang chỉ trích Chúa, mọi người có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang trên bầu trời lúc nói lời phạm thượng. Bản thân Maradona có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận sự so sánh. Trong một lần phỏng vấn, Maradona từng trả lời rằng: "Tôi đơn giản là một cầu thủ bóng đá, Chúa là Chúa và tôi là Diego." Maradona có thể không thừa nhận, có thể nói họ sai, nhưng sự thật đã tỏ tường. Ở Argentina và nhiều quốc gia khác, ông vẫn luôn là cá thể được tôn sùng, tựa thần thánh. Chúng cũng tựa như cách người sáng lập Verón nói rằng: "Tôi có một tôn giáo lý trí, đó là Công giáo, và tôi có một tôn giáo được truyền từ trái tim, niềm đam mê của tôi, đó là Diego Maradona." Khi Maradona mất đi, gần như cả đất nước Argentina tổn thương, xứ Napoli đau buồn vô hạn, thế giới cũng trải qua một nỗi buồn khó tả, dù đó là kịch bản được báo trước, dù bệnh tật có cướp đi sinh mạng của cậu bé vàng, nhưng ông mãi là hình ảnh bất tử.